Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các đại sứ Cộng hòa Nicaragua, Iceland, Turkmenistan, Cộng hòa Síp đến trình quốc thư. Chủ tịch nước chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Tin tưởng với kinh nghiệm, hiểu biết và nhiệt huyết của các đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước sở tại. Tiếp đại sứ Nicaragua Mario José Armengol Campos, hoan nghênh quyết định của Chính phủ Cộng hòa Nicaragua mở đại sứ quán tại Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển, hai bên triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác, cho rằng dư địa hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, xây dựng và ứng phó với biến đổi khí hậu còn lớn. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, xây dựng các cơ chế hợp tác mới, trọng tâm đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Nhận định hai nước cách xa về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, Chủ tịch nước khẳng định đây là điều kiện quan trọng để hai nước phát huy tiềm năng, lợi thế cùng phát triển. Đại sứ Nicaragua khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn được thúc đẩy bởi lý tưởng phát triển, sự gắn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng dân tộc Sandino. Đại sứ nêu rõ sẽ tích cực góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước và đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao đã cam kết. Tiếp đại sứ Iceland Thori Ibsen bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Iceland hiện phát triển tích cực trên cả bình diện song phương và đa phương. Hai nước tích cực ủng hộ và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và các đóng góp của Iceland trong đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối EFTA. Việt Nam sẵn sàng trở thành cầu nối để phía EFTA tiếp cận và mở rộng thị trường tại ASEAN. Về thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước gợi ý những triển vọng trong lĩnh vực thủy sản, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Khẳng định quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước trong 50 năm qua, đại sứ Iceland cho biết sẽ báo cáo chính phủ trình quốc hội thông qua đàm phán FTA với Việt Nam và cho biết Tổng thống Iceland mong muốn thăm Việt Nam vào đầu năm 2025, coi đây là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Tiếp đại sứ Turkmenistan Parahas Homadovic Duev, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Turkmenistan. Chúc mừng Turkmenistan mở đường bay thẳng đến Việt Nam, thúc đẩy phát triển đầu tư thương mại và giao lưu nhân dân ở hai nước. Chủ tịch nước cho rằng với tiềm năng và lợi thế sẵn có, hai nước cần tiếp tục phát triển tốt các thế mạnh và mở ra hướng hợp tác mới như dầu khí và hạ tầng vận tải. Việt Nam tôn trọng ủng hộ đường lối trung lập của Turkmenistan, đồng thời sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Turkmenistan và nhóm 5 nước Trung Á với ASEAN. Đại sứ Turkmenistan khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đánh giá cao sự ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khí đốt, sẵn sàng trung chuyển hàng hóa Việt Nam sang các nước. Mong muốn Việt Nam đầu tư sang Turkmenistan các lĩnh vực thế mạnh như vận tải, logistics và nông nghiệp. Tiếp đại sứ Cộng hòa Síp Evagoras Raonides, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Mong muốn Cộng hòa Síp phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư thương mại, thúc đẩy EU sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần phối hợp trao đổi để nghiên cứu ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác làm nền tảng để phát triển. Tin tưởng đại sứ sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Cộng hòa Síp đạt bước phát triển mới. Đại sứ Cộng hòa Síp cho rằng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, tiềm năng hợp tác còn lớn trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư năng lượng, giáo dục và du lịch. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp cho quan hệ hai nước sâu sắc và phát triển, hai nhân dân xích lại gần nhau vì sự tiến bộ và phát triển của nhân dân hai nước. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế xã hội Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã dự buổi làm việc của Thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế xã hội. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện, và đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế xã hội. Cuộc làm việc đã trao đổi một số nội dung quan trọng nổi bật của hai dự thảo báo cáo, tập trung vào các vấn đề và đánh giá tình hình 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, các quan điểm, mục tiêu phát triển và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 5 năm 2026-2030. Trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, hai tổ biên tập sẽ tiếp tục có những buổi tọa đàm trao đổi về những nội dung cụ thể, bảo đảm thống nhất nội dung giữa hai báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh,
những việc quan trọng trong chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 14 của Đảng, xây dựng đường lối đúng, trúng, khả thi, phù hợp với xu thế, dòng chảy của thời đại, phát huy tối đa nguồn lực đất nước, xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ, tổ chức thực hiện tốt, bám sát chủ trương, đường lối, nhưng linh hoạt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Theo Thủ tướng, đến nay, chúng ta đã cơ bản hình thành được khá rõ hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam với 3 trụ cột, 1 xuyên suốt và 6 trọng tâm, phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam. Trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam với truyền thống văn hóa lịch sử hàng nghìn năm. Trong đó, 3 trụ cột chính là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Với quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là nguồn lực, động lực cho sự phát triển, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cùng với 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm thực hiện đường lối đối ngoại, phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, phát triển văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về kinh tế xã hội, những bài học kinh nghiệm để chúng ta ngày càng trưởng thành cả về lý luận, tầm nhìn, tổ chức thực hiện, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để xử lý các vấn đề trong nước và quốc tế. Báo cáo trung tâm là cái báo cáo chính trị, nhưng mà cái báo cáo kinh tế chuyên đề này nó minh họa làm sao cho cái báo cáo chính trị nó thật sáng nước, nó thật là sát với tình hình thực tế. Rồi những cái giải pháp, những cái mục tiêu mình đưa ra cho nó có khả thi và mang tính hiệu quả cao và tăng cường cái niềm tin cho nhân dân, cho xã hội, cho các nhà đầu tư, cho bạn bè quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở, chúng ta tiếp tục làm rõ hơn, bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Về phát triển kinh tế xã hội, cần phân tích kỹ về mục tiêu, cơ sở để đạt mục tiêu, các kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, mục tiêu cần có tính phấn đấu để nỗ lực đạt được. Về giải pháp, ngoài những giải pháp đã có, cần tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy quyết liệt các động lực tăng trưởng mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, phát triển các ngành mới nổi. Về huy động nguồn lực, phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng thư ký Hạ viện Maroc, Chủ tịch Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện Thế giới Najib El Khadi đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Maroc là quốc gia có nền kinh tế phát triển đứng thứ 5 ở châu Phi và thứ 2 ở khu vực Bắc Phi. Tổng thư ký Najib El Khadi chúc mừng những thành quả của Quốc hội Việt Nam thời gian qua trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, bày tỏ ấn tượng trước những đổi mới về áp dụng công nghệ thông tin số hóa, lưu trữ tư liệu của Quốc hội Việt Nam, cho rằng đây là những điển hình cần nhân rộng. Cho biết, Quốc hội, Nghị viện hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2017. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục rà soát để thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã được ký kết. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tổng thư ký Najib El Khadi cùng các thành viên đoàn đã dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam và có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam Bùi Văn Cường. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức công việc và hoạt động của bộ máy giúp việc của cơ quan lập pháp hai nước để từ đó thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước, đồng thời mong muốn trên cương vị chủ tịch ASGP, Tổng thư ký Najib El Khadi sẽ thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nghị viện các nước với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Maroc đã chúc mừng khi được bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Maroc sớm thăm chính thức Việt Nam. Tổng thư ký Hạ viện Maroc Najib El Khadi trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời mời sớm thăm chính thức Maroc của Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Maroc. Trong sáng ngày 21 tháng 6, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Hạ viện Vương quốc Maroc, Chủ tịch Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện Thế giới ASGP Najib El Khadi.
Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam Maroc đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Maki ký ngày 18 tháng 12 năm 2017. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đồng tình với việc hai bên sẽ xem xét ký một bản ghi nhớ hợp tác để tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Hạ viện Maroc trong thời gian tới. Hai tổng thư ký tin tưởng với sự nỗ lực chung của hai bên, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, chiều nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật, luật đất đai 2024, luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản 2023, luật các tổ chức tín dụng 2024. Bày tỏ sự đồng tình với luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật, luật đất đai 2024, luật nhà ở 2024, luật kinh doanh bất động sản 2023, luật các tổ chức tín dụng 2024. Các đại biểu đều nhận định việc Chính phủ trình Quốc hội luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật này nhằm điều chỉnh sớm thời gian hiệu lực của 4 luật là sự đổi mới có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Ở đây thì dưới góc độ địa phương thì tại sao tôi tán thành? Bởi vì là chúng ta rất trông chờ vào cái luật này ra sớm. Và ở đây thì nó giải quyết được một loạt các vấn đề từ phân cấp phân quyền, rồi mở rộng danh mục để giải phóng đền bù, tạo ra một cái cơ chế đền bù và giải phóng cái đất cho địa phương. Rồi cơ chế tạo quỹ đất cũng rất là thông thoáng và chúng tôi cũng rất là mong chờ. Rồi cái vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn tại qua các thời kỳ. Tôi tán thành cao về sự cần thiết điều chỉnh, đồng thời hiệu lực sớm của ba luật, luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và khoản 2, điều 209 của luật các tổ chức tín dụng. Việc điều chỉnh hiệu lực sớm của các luật sẽ đảm bảo sớm đưa các quy định mới đột phá có lợi cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước vào thực thi, áp dụng trong thực tiễn. Bác Hồ của chúng ta dạy là cái gì mà có lợi cho nhân dân là phải hết sức làm. Bốn dự án luật được thông qua năm 2023 và 2024 đã thể chế hóa đầy đủ những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc bất cập trong thực tế. Vì vậy, việc cho các luật có hiệu lực sớm sẽ góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, tháo bỏ rào cản vướng mắc, tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới. Mặc dù đồng tình với việc đẩy sớm thời gian có hiệu lực trước 5 tháng của 4 luật đất đai 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023, luật các tổ chức tín dụng năm 2024, tuy nhiên các đại biểu đề nghị việc xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành các luật, đặc biệt thuộc thẩm quyền của địa phương xây dựng, cần phải được hướng dẫn, bảo đảm chất lượng. Cho rằng, việc đẩy sớm thời gian hiệu lực của 4 dự án luật đất đai 2024, nhà ở 2023, kinh doanh bất động sản 2023, luật các tổ chức tín dụng 2024 là có lợi trong tháo gỡ vướng mắc, khơi thông phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Quang Huân cho biết, nhiều địa phương băn khoăn, nếu Trung ương không hướng dẫn chi tiết, thì các địa phương không có cơ sở hướng dẫn thực thi đối với những nội dung thuộc phân quyền địa phương trong các luật này. Điều này có thể gây ra khoảng trống pháp lý. Các bộ ngành trung ương thì xem xét nghiên cứu là có thể tổ chức tập huấn cho các địa phương đồng loạt để hỗ trợ các địa phương là cùng hoàn thiện các cái hướng dẫn ở tại địa phương mình. Thế tất nhiên thì có thể có những cái địa phương mà nó mang tính đặc thù chưa thể ban hành kịp vào ngày 1/8 trước 1/8 thì có thể xem xét một cơ chế miễn trừ cho địa phương, có thể người ta được làm sau trễ 1-2 tháng. Chính phủ cũng nên dự trù các cái rủi ro có thể nảy sinh. Trong cái vấn đề nếu mà chúng ta ban hành sớm này thì có những rủi ro gì và chúng ta sẽ ứng phó với cái rủi ro như thế nào? Một cái đề xuất nữa đối với các địa phương đó là chúng tôi cũng thấy rằng đó là về cái việc khả năng thực hiện, việc khả năng tổ chức thực hiện trên cơ sở thực tiễn khi đẩy sớm hiệu lực thi hành của ba dự thảo, của ba nội dung luật này. Thì tôi cho rằng đó là cái việc tập huấn và đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ trực tiếp thực thi luật này là hết sức quan trọng. Và một cái việc nữa đó là cái việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng từ trung ương tới địa phương để tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và doanh nghiệp để khi triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị, sau khi ban hành sớm hiệu lực các luật này, Chính phủ nên tăng cường công tác thanh tra kiểm tra cũng như hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Cuối phiên thảo luận tại hội trường chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
sơ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai 2024, luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản 2023 và luật các tổ chức tín dụng 2024 sau khi lấy ý kiến các đại biểu quốc hội, cử tri, đến nay tương đối hoàn thiện, nhận được sự ủng hộ cao của các đại biểu tại nghị trường. Trước những băn khoăn của đại biểu về việc cần bảo đảm chất lượng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật khi 4 dự án luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, Bộ trưởng cũng khẳng định luật có thể ban hành sớm, nhưng quy trình xây dựng nghị định, thông tư sẽ vẫn chặt chẽ, không rút gọn, bảo đảm chất lượng trước khi thi hành. Cũng khẳng định với Quốc hội rằng là thứ nhất là về chất lượng, sớm nhưng mà làm đầy đủ quy trình, đáp ứng được cái quy trình của ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ hai, sớm nhưng mà đầy đủ đảm bảo cái chất lượng của luật. Cái thứ ba nữa là cũng đã lấy ý kiến của địa phương khi quy trình thực hiện, nhưng vẫn rất cẩn thận là trực tiếp với các địa phương, và các địa phương góp ý kiến là chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để bổ sung cho nó đảm bảo. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật sẽ tiếp tục được tiếp thu, chỉnh lý và bổ sung hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, dự kiến thông qua ngay tại kỳ họp này. Vấn đề áp dụng biện pháp chuyển hướng cho tội phạm là người chưa thành niên là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong phiên thảo luận dự án luật tư pháp người chưa thành niên tại hội trường Quốc hội sáng nay. Góp ý về việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng cho người chưa thành niên phạm tội như khiển trách, hạn chế khung giờ sinh hoạt, đi lại, xin lỗi người bị hại, bồi thường thiệt hại. Nhiều ý kiến đồng tình vì đây là đối tượng chưa trưởng thành về mọi mặt, hoàn cảnh gia đình đặc biệt chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, quy định về biện pháp chuyển hướng hiện có nhiều khó khăn trên thực tiễn. Qua 6 năm thi hành bộ luật hình sự, tổng kết thì cho thấy là trên phạm vi cả nước chỉ có 35 cháu được áp dụng và trung bình là mỗi một năm chỉ có khoảng 6 cháu áp dụng trên cả nước. Và chia sẻ với chúng tôi thì các cán bộ tố tụng cho biết là không phải các cháu không đủ điều kiện áp dụng, mà bởi vì pháp luật hiện hành quy định trong một biện pháp có quá nhiều biện pháp cụ thể kèm theo và có quá nhiều nghĩa vụ phải thực hiện, dẫn đến các cháu và bản thân gia đình cũng đề nghị là xin không được áp dụng. Thực tế hiện nay, tỷ lệ tội phạm là người chưa thành niên chiếm tỷ lệ ngày càng cao, thủ đoạn và hậu quả lớn. Vì thế, nếu quy định pháp luật không nghiêm, sẽ khiến nhiều đối tượng lợi dụng chính sách nhân đạo để lôi kéo, xúi giục người chưa thành niên phạm tội. Theo ý kiến của một số đại biểu, trong dự luật, việc bảo vệ người bị hại là người chưa thành niên mờ nhạt, cần cân bằng lợi ích, kể cả trong xử lý chuyển hướng. Liệu với những thiệt hại người phạm tội đã gây ra cho người bị hại mà quy trình tố tụng giải quyết mới chỉ đi tới cơ quan điều tra, viện kiểm sát, đã được các cơ quan ra quyết định chuyển hướng xử lý người phạm tội là người chưa thành niên với các biện pháp nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với các hình phạt, thì người bị hại có cảm thấy được đảm bảo công bằng, có thật sự tâm phục hay lại tiếp tục có những kiến nghị và tố cáo? Xử lý chuyển hướng thì cái người bị hại sẽ mất cái quyền kháng cáo, viện kiểm sát mất quyền kháng nghị. Cho nên nếu xử lý chuyển hướng mà có oan sai, bỏ lọt tội, thì cái người bị hại cũng không được quyền kháng cáo. Thì chỗ này tôi đề nghị là chúng ta xem xét lại. Một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo cân nhắc tính khả thi của các biện pháp xử lý chuyển hướng, như cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dễ khiến người chưa thành niên phạm tội mới, hạn chế khung giờ đi lại, địa điểm người chưa thành niên phạm tội mới, vì không có nhân lực, vật lực để thực hiện từ 3 tháng đến 1 năm. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã long trọng tổ chức lễ ra mắt giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập xuất bản. Được triển khai từ tháng 3 năm 2023, cuốn sách đã hoàn thành ra mắt vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Trong đó, bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung các bài viết, bài phát biểu
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn nội sinh và phát huy sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, các chuyến thăm làm việc ở các địa phương, các cơ quan đơn vị trong ngành văn hóa, các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc. Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đồng thời là một nhà văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Vấn đề mang tính trọng tâm, đột phá chiến lược là nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 42 năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật, công nghệ, mức độ uy tín và sự lan tỏa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Những người làm báo tại thành phố mang tên Bác luôn nỗ lực nâng cao trình độ, thể hiện trách nhiệm cao, thâm nhập thực tế để tạo ra những tác phẩm báo chí chân thực. Lễ trao giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những đóng góp của các nhà báo, khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đồng thời lan tỏa những điều tốt đẹp trong đời sống, thúc đẩy sự hiểu biết và đồng thuận của công chúng đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại buổi lễ, 61 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được vinh danh. Hội đồng giám khảo đánh giá các tác phẩm năm nay có nội dung rất phong phú, phản ánh chân thực thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhiều tác phẩm đã thể hiện tinh thần phản biện xã hội, đề xuất giải pháp hiệu quả và lên án những biểu hiện chưa tốt, chưa hay trong xã hội. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, báo chí Việt Nam đã có những bước thay đổi và phát triển phù hợp với xu thế chung của đất nước. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Đặc biệt, báo chí đã góp phần quan trọng trong công tác định hướng, khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ qua các đợt tuyên truyền đậm nét về sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Một trong những thành tố quan trọng làm nên giá trị văn hóa con người Việt Nam chính là cách ứng xử của thế hệ hôm nay với quá khứ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Hiểu rõ ý nghĩa linh thiêng sâu sắc ấy, với mong muốn xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam giàu truyền thống và niềm tự hào dân tộc, thời gian qua, báo chí đã ngày càng có những bước đột phá trong sứ mệnh kết nối thế hệ, đặc biệt là những người trẻ hôm nay với những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhiều dự án ấn phẩm báo chí đặc biệt được thể hiện đa dạng, sinh động, chạm tới nhiều giác quan và cảm xúc của độc giả đã ra đời, đánh thức lòng yêu nước, yêu lịch sử, thứ vốn vẫn luôn còn đó trong trái tim mỗi người con nước Việt. Các cái cơ quan truyền thông trong cái thời gian qua tôi thấy rằng là cũng đã tập trung rất nhiều vào việc là đưa ra những cái tấm gương người tốt việc tốt. Tôi cũng thấy rằng là du lịch cũng sẽ được phát triển rất nhiều và hưởng lợi rất nhiều từ các cái cơ quan truyền thông cũng như là các cái tác phẩm báo chí đa nền tảng, đa phương tiện khi mà tiếp cận đến văn hóa của vùng miền, những cái thói quen rồi là ẩm thực. Và qua đó thì cũng làm cho những người trẻ thêm yêu những cái vùng đất, tôn trọng những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến tới ấn phẩm báo Nhân dân số đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành cơn sốt được đông đảo độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ săn lùng ngay từ ngày đầu phát hành. Với cách làm đột phá đầy mới mẻ khi ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR và quét mã QR trên báo giấy, số báo 25016 của báo Nhân dân đã thực sự trở thành sợi dây kết nối bền chặt, góp phần không nhỏ trong sứ mệnh khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim những người Việt trẻ. Phải từ rất lâu rồi thì em mới tiếp cận lại với việc đọc báo giấy. Em đã được nghe rất nhiều về bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ. Và khi được quét trên app của Nhân dân và trải nghiệm trên công nghệ thực tế ảo thì em sẽ cảm thấy hào hứng và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam ạ. 99 năm qua, với nhiệm vụ phản ánh thực tế, để từ đó định hướng lan tỏa những giá trị tốt đẹp,
báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí ra đời tựa như người ký giả thời gian, kết nối, nhắc nhở thế hệ hôm nay về những hy sinh, thành tựu, chiến thắng vẻ vang ông cha đã đi qua vì nền độc lập, hòa bình và tiến bộ hôm nay. Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan đơn vị đã đến thăm chúc mừng tập thể những người làm báo nhân dân. Thăm và chúc mừng báo nhân dân nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam có đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đoàn đại biểu của Bộ Ngoại giao do Vụ trưởng Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng làm trưởng đoàn. Chúc mừng những thành tích đáng tự hào mà báo nhân dân đã đạt được trong việc sáng tạo, đổi mới báo chí trong những năm gần đây. Các đơn vị tin tưởng báo nhân dân sẽ luôn phát huy được vai trò trụ cột trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Cảm ơn tình cảm của các đơn vị đã dành tặng cho báo nhân dân. Đại diện lãnh đạo báo nhân dân cho biết, trong thời gian qua, báo nhân dân luôn phối hợp rất hiệu quả với các cơ quan ban ngành, liên tục cập nhật các hoạt động để kịp thời truyền tải thông tin tới đông đảo quần chúng nhân dân. 99 năm trôi qua, đội ngũ người làm báo nói chung và báo nhân dân nói riêng luôn thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền của báo Đảng. Cũng trong ngày hôm nay, một số cơ quan đơn vị cũng đã đến thăm và chúc mừng báo nhân dân, bao gồm Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Học viện Quốc phòng, Sư đoàn 325, Quận ủy Hai Bà Trưng, Công an quận Hoàn Kiếm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội. Sự kiện ra mắt sách Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông đã diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội. Đây là cuốn sách đầu tay của tác giả Lê Quốc Vinh, nhà báo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Le Brass. Tác giả Lê Quốc Vinh đã có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và báo chí, trực tiếp đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và nước ngoài trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng lan truyền trên truyền thông. Thông qua 3 phần nội dung, cuốn sách mở ra một loạt các phương pháp quản trị khủng hoảng, nhấn mạnh vào 3 yếu tố chính: giải quyết sự cố triệt để, kiểm soát thông tin một cách khách quan và hành động nhân văn. Theo tác giả, những phương pháp xử lý khủng hoảng bằng cách ngăn chặn thông tin tiêu cực xuất hiện trên báo chí và truyền thông không những không mang lại kết quả tích cực cho doanh nghiệp mà còn chứa đựng nhiều hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự và cả niềm tin của công chúng. Bản chất của quan hệ công chúng phải là quản trị mối quan hệ tích cực giữa thương hiệu và các nhóm đối tượng liên quan. Cuốn sách Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông sẽ được mở bán chính thức trên các nền tảng của Công ty Cổ phần Real Book Việt Nam từ ngày 24 tháng 6.